Rồi. Chào tất cả các bạn nha. Chào các bạn đến với video tiếp theo mình. Hiện tại mình đang có mặt tại thành nhà Mạc, di tích thành nhà Mạc. Thì mình có vừa mới lên đây này, review cho tất cả các bạn xem có cái gì hay hay đẹp lắm nha. Đây, bắt đầu vào cổng đây. Mình đi vào đây trước tí mình mới lên cái núi kia. Mình lên này trước tí mới lên cái núi kia nhá. Okay. Cao quá. À, hình núi kia thì mình lên kia một đoạn nữa. Trong này là có cái và di tích ở trong này luôn phải không bà nhỉ? À vâng, cái vào này có gì không bà nhỉ? Vào đây, đấy này cái ngọn kia thì là có châu thị, hôm nay vừa xong có một trò, một món người đang vào đây. À vâng vâng. Chưa dám lên. Tại vì lúc nãy thấy cao quá. Bọn chỉ còn là bóng. Mình đưa anh gái kia xin. Đi vào trong này à, lên à. Bảo có cái gì hay hay trong này nhé. Mình đi vòng hết rồi đó, cỡ bao nhiêu phút? Cũng khá xa anh ạ. Đúng rồi, em nói bây giờ cái anh vừa đến đây lần đầu à? Nó vẫn bán theo quy hoạch 500. Đây ở trên này nó cái đường đỉnh ngoài kia cao hơn. Theo dày đúng không? Đỉnh ngoài kia cao hơn. Cao độ đó thì vẫn theo dày thì đâu ảnh hưởng gì đâu. Lên đây không hay là dốc lắm. Dốc lắm, ở kia cao hơn nhưng mà đi lên kia nó nhìn thấy tất cả thành phố luôn. À. Vâng. Vậy đi cũng đẹp mà. Vâng, đẹp anh cũng khá đẹp đấy. Tức là ai không đầu tư. Vâng không á. Nguyễn. Đi Hoàng Cầu không. Đây. Anh này nó đẹp lắm đây. Đi chơi nha. Hai biển nha. Hai biển nha. Có cái gì nhỉ các bạn? Là hết rồi. Đây những bức thành cổ ngày xưa đấy. Ồ, giờ thì thấy hết rồi. Mình quay lại nào. Đây. Quay lại lên núi nhỉ. Mẹ xinh thật đấy. Không phải mẹ rồi.
Ui dồi, mệt hết người. Bây giờ thì đưa các bạn đến mấy cái núi với nhá. Đỉnh bên kia mới cao rồi anh ạ. Đỉnh bên kia mới cao rồi. Ở đây cũng có cái đường, mà đường đây mới đi bọc lên bên kia cao. Ừ. Bây giờ mình lên cái chỗ này để xem cái di tích trên này có cái gì không. Mệt hết người à. Ui, này sao trần núi. Trên kia là toàn thành phố Lạng Sơn đây các bạn. Núi kia cao nhất. Thế gì kìa. Kiểu bọn lên tập thể dục mệt thế nhỉ. Leo mái thế này. Cái này là cái di tích ngày xưa không anh? Cái này di tích ngày xưa không? Vâng. Hồ lô.
đây. Ôi mệt chưa nói được câu gì cả. Đây các bạn ạ, đây là cái đá từ thời xưa nó làm. Ngày xưa nó dùng đá xây, không phải dùng cái gạch như bây giờ đâu. Cái này được thành nhà mạc thời xưa, nhà mạc ngày xưa. Nhìn cái vách đá này, ngày xưa dùng bọn ngày xưa nó dùng cái đá này nó xây. Nhưng mà nó xây nhìn nó phẳng hết, nhưng cũng đẹp đẹp mà. Tận bây giờ vẫn còn tồn tại. Đấy. Dưới kia là cái khu danh thắng Nhị Tam Thanh nhá. Hôm nào mình sẽ dẫn anh em xuống kia đi vào cái hang kia nhá. Khu danh thắng Nhị Tam Thanh. Chỗ này cũng rất là đẹp luôn đấy các bạn ạ. Núi này như cao hơn núi bên kia nhỉ chú nhỉ? Núi này cao hơn núi bên kia nhỉ? Thế là nãy cháu định lên cái núi kia. Núi kia. Dốc hơn. Đây. Ở đây nhìn thấy tất cả cái thành phố hết, nhìn thấy ngọn kia hết mà. Cái này mà chưa ăn cơm mà trèo lên đây có khả năng là ấy đấy. Ủa chú tập thể dục quen không sao nhỉ? Cháu hơi chạy lên một phát mệt hết người. Mệt chứ, chưa đi leo này quen bao giờ. Vâng. Đây là ngày xưa nó bọn nó thành nhà mạc ngày xưa nó xây cái này phải không nhỉ chú nhỉ? Cái này là quân đội xây. Quân đội xây à? À, bảo di tích thành nhà Mạc ngày xưa là cái đá ngày xưa kia không phải là thành nhà Mạc phải không? Dạ. Tường nào nhỉ? À, cái tường dưới kia là tường. À, đây là thành không? Thành đấy, nè có bật lên. Ờ, đây cháu ngồi ra kia nhỉ? Thấy. Đấy về xuống đấy xong cái nàng Tô Thị bên kia kìa. Sang kia. Chưa, nàng Tô Thị kia không? Đấy, nàng Tô Thị kia, đấy. Về xuống kia là đi lên là sang. Cháu định một chuyến xuống xem nàng Tô Thị. Đấy, về xuống cái kia là cái đá kia là nàng Tô Thị à? Đấy. À. Nàng Tô Thị đấy. Ừ. Ồ, đây view đẹp nhỉ. Đấy, về xuống thẳng đây là đi sang cái đây là lên đường mòn nha, lên ngay. Vâng. Bên kia nhìn thấy cái bờ hồ kia. Ôi, xem xuống xem cái nàng Tô Thị như nào đã. Vâng. Đây mình bắt đầu xuống nha các bạn. Xuống đi xem cái nàng Tô Thị nhá. Nãy vừa mình ra đến đoạn kia nhưng mà chưa ra xem cái đoạn cái nàng Tô Thị là như nào. Dưới thành phố Lạng Sơn ấy. Toàn thành phố luôn các bạn. Xuống hết chân. Vừa nãy cái kia bảo thành ngày xưa xây không phải đâu các bạn. Bọn quân đội xây thành chính hãng. Bây giờ mình sẽ kiện cho các bạn xem cái thành ngày xưa với lại cái nàng Tô Thị. Đây là con đường lên chỗ nàng Tô Thị nha các bạn nhé. Đường nào nhỉ?
mệt thế nhỉ. Đấy, sau đến cái chỗ đang có tiệm kia mình từ trên kia xuống nhé. Lạng Sơn nổi tiếng nhất là nàng Tô Thị. Đấy, và đây chính là nàng Tô Thị. Các bạn thấy chưa? Đây là nàng Tô Thị nha các bạn ạ. Mình cũng bảo ở Lạng Sơn nhưng mà mình chưa đi lại, chưa qua đến cái chỗ gọi là nàng Tô Thị này. Nên là nay mình lên tiện xem luôn, review luôn. Đây, người ta cũng để nạp mấy cái hương hỏa ở đây hết rồi. Cúng tế đây. Có người gọi là mang hoa đến tặng đi. Đấy, các bạn thấy chưa? Hoa đấy. Hoa chết rồi. Hoa nó héo hết rồi. Đấy. Và bên kia là lấy mình từ cái đồi kia nhá, nhìn xuống nhá. Đấy, bên kia là khu di tích danh thắng là Nhị Tam Thanh. Hôm nào mình sẽ review cho các bạn xem cái khu kia nhá. Nó có một cái hang vào đấy. Để xem ra có gì không. Ui, chỗ này nguy hiểm phết đấy. Trẻ con nó lên đây thì thôi rồi. Ngay cả mình lên đây còn mệt hết cả người luôn này. Có lẽ là video mình đến đây là kết thúc nha các bạn nhé. Hẹn tất cả các bạn vào video tiếp theo. Các bạn đến đây là like, chia sẻ, đăng ký kênh giúp Trấn nha. Chào các bạn nhé.